Mới đây, cộng đồng mạng đang vô cùng xôn xao trước những hình ảnh trong lễ cưới của một cặp đôi ở Trung Quốc. Theo đó, không giống như những ngày trọng đại thông thường, cô dâu chú rể đã biến hôn lễ của mình thành một cuộc thi chơi game liên minh huyền thoại. Cụ thể, qua đoạn clip được netizen truyền tay nhau, cả cô dâu và chú rể đang cặm cụi chơi game trong một căn phòng tràn ngập miếng dán chữ hỉ. Vẻ mặt cặp đôi trông rất tập trung, trong khi quan khách thì tụ lại xem họ đối đầu. Mọi người nếu biết tôi chơi giỏi nên hãy cổ vũ chồng để đánh bại tôi nhé. Người thắng sẽ nhận được lì xì, nhưng dù tôi có thua thì cả hai chúng tôi cũng sẽ vui vẻ. Đó là những gì cô dâu chia sẻ với quan khách. Sau cùng, cô dâu họ Ninh thật sự đã đánh bại được vị hôn phu của mình. Mặc dù gia đình và bạn bè đều giúp sức anh vô cùng nhiệt tình, cô dâu tiết lộ trò chơi liên minh huyền thoại là yếu tố kết nối cô và chồng. Họ gặp nhau lần đầu trên game và bắt đầu hẹn hò qua những cuộc nói chuyện. Trong khi chú rể một thời gian sau đã dừng dần việc theo đuổi game, thì cô dâu vẫn rất mải mê luyện cơ tay hàng ngày. Vì thế, cặp đôi đã nảy ra ý tưởng tổ chức một lễ cưới khác biệt. Dưới phần bình luận, vô vàn ý kiến thể hiện sự thích thú được dành cho cặp đôi. Một số cư dân mạng cho rằng họ đã tạo sự khác biệt với đam mê của mình, không còn nhàm chán như các lễ cưới truyền thống. Những người trẻ ngày càng biết sáng tạo độc đáo trong lễ cưới của mình.